Ngay sau khi quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung trao toàn bộ số tiền cát xê 5 năm qua cho Hồ Văn Cường, đồng thời tặng thêm 500 triệu đồng theo di nguyện của cố ca sĩ để Hồ Văn Cường và gia đình ổn định cuộc sống sau này vào chiều ngày 11 tháng 10, nam ca sĩ nhí đã chia sẻ dòng trạng thái đầy cảm xúc trên trang cá nhân, gửi lời xin lỗi tới khán giả, mong mọi người hiểu và thông cảm vì đã giữ im lặng trong suốt thời gian dài vừa qua. Con xin chân thành gửi lời xin lỗi tới các cô chú, anh chị vì đã giữ im lặng trong một thời gian dài, nhưng con có nỗi niềm riêng khó nói mà chỉ những người trong cuộc mới có thể hiểu được. Thời gian vừa qua có quá nhiều chuyện không vui xảy đến một cách dồn dập, con cảm thấy rất áp lực nên con lựa chọn cách im lặng vì nếu nói lên con không biết phải nói thế nào cho phải. Con rất mong cô chú anh chị hãy hiểu và thông cảm. Cũng trong bài viết, Hồ Văn Cường khẳng định bản thân không nhờ cậy ai trong chuyện đòi lại tiền cát xê như bà Nguyễn Phương Hằng đã nói trước đó. Đồng thời, Cường thông báo sẽ dừng hợp tác với công ty Phi Nhung và hoàn trả lại fanpage, kênh YouTube cho công ty để tập trung cho việc học và theo đuổi đam mê riêng. Đặc biệt, Hồ Văn Cường mong muốn mọi chuyện được khép lại tại đây, mong dư luận không nhắc về những chuyện không vui đã qua để mẹ Nhung có thể an nghỉ nơi phương xa. Nhắc đến sự ra đi đột ngột của mẹ nuôi, Hồ Văn Cường tiếc nuối vì còn nhiều điều chưa kịp nói với mẹ. Mẹ Nhung đã đi, con dẫu sao vẫn mang ơn mẹ rất nhiều và con chưa từng phủ nhận công ơn mẹ bao năm qua đã nâng đỡ. Việc mẹ ra đi là điều con không bao giờ nghĩ tới, con cũng có những điều dang dở chưa kịp nói với mẹ. Con không có thói quen thể hiện cảm xúc trên mạng xã hội, nhưng con tin mẹ ở nơi xa sẽ hiểu được lòng con.